bạn mới theo đạo mà bạn còn thắc mắc trên đời này có rất nhiều người để theo, tại sao lại theo Phật? Phật có gì để theo mà không phải người hay một vị khác? Con không dám trả lời vì kiến thức con chưa đủ. Mong sư từ bi trả lời giúp con, giúp bạn ấy được không ạ? Về câu hỏi này thì xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tường sẽ trả lời. Kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, ở đây thì có một câu hỏi này, trong cái đầu này tôi vẫn chưa hiểu lắm là nói là gì. Bạn mới theo đạo Phật, bạn mới theo đạo Phật là có nghĩa là các bạn này là mới mới biết cái đạo Phật thôi, mà bạn thắc mắc là trên đời có nhiều người để theo, tại sao không theo Phật, tại sao không theo Phật, Phật có gì để theo nè. Thực sự vấn đề này cũng dễ hiểu thôi quý vị, đâu có gì đâu khó hiểu. Vì sao? Bởi vì á là bây giờ quý vị nghĩ đi, một cái người mà họ đang bị bệnh, trong người họ đang bị bệnh đó, bị bệnh đủ thứ bệnh đó chứ, còn là bệnh toàn là bệnh nan y không à, đúng không? Ung thư gan, ung thư thận, nói chung là nội tạng nó phá hết rồi. Nhưng mà họ không thấy cái đó, họ không thấy bệnh, họ không đâu thấy điều bệnh đâu. Và họ thứ nhất là bản thân họ không thấy họ đang bệnh này nha, cái đầu tiên. Thứ hai là họ đang thích, giống như là thích, họ thích nên gọi là hưởng thụ đi, đúng không? Ví dụ đi du lịch, đúng không? Đi du lịch châu Âu, đi lịch du lịch trời Âu, không thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đeo đồng hồ Rolex, không thích xài túi LV, đúng không? Thích chơi game, rồi các kiểu, nói chung các thể loại loại thích đó, như vậy đó. Thì đương nhiên bây giờ quý vị mà kêu kêu họ là bây giờ tôi thấy ông bà tôi giờ ông đi đến đi đến khám bác sĩ đi, ông bệnh dữ lắm, thì họ nói là tôi cần gì đi khám bác sĩ, trong khi bây giờ tôi đang đi vô cái hội, ví dụ vô cái hội đua xe nè, ông hội chơi siêu xe nè, đúng không, là cái hội chơi đồ cổ nè đó, đang theo mấy người đó, tôi đang theo những người đó là tôi thấy là nó có nghĩa lý hơn, đang có niềm vui của tôi nè. Tuy nhiên bây giờ kêu tôi đi theo, đi gặp bác sĩ giúp tôi làm gì, tôi đâu cần giúp. Mà những cái người á, những cái ông mà trong cái hội siêu xe nè, rồi trong cái hội đồ cổ nè, không, rồi trong cái hội mà sưu tầm những cái tranh quý này nọ đó, những cái này đẹp ngưỡng như này là tôi nên theo họ nè, bởi vì họ giúp tôi, đem lại cái niềm vui cho tôi đó, như vậy đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên á là ở đây á là khi á mà một người mà họ có tư tưởng á là không có tìm thấy, nói chung là họ không có tìm thấy được cái sự lợi ích của ở Tam Bảo, không có tìm hiểu, không có, họ không thấy được sự lợi ích ở trong lời Phật dạy. Cái lợi ích đây là xin nói thẳng là lợi ích ngay trong hiện tại nha, và ngay trong tương lai á, có nghĩa là họ không tìm thấy là sẽ sao, có nghĩa là họ không tìm thấy là lời Phật dạy á, nếu mà mình nghe nè, mình nghe được á, là mình cảm thấy á, nơi tâm mình nó có thiện tâm, nó chả, ít nhất là tràn đầy hỷ lạc, nó có sự hy lạc, có sự an vui, có sự hạnh phúc, rồi xong mình đem ra thực hành đó, không, rồi mình thấy những cái căn bệnh nội tâm mình đó, căn bệnh nội tâm mình, cũng như là nó tóm lại là tham sân si á, mình nó suy giảm, mình sống đời sống an vui, không, mình không có bị dính mắc vô cái những cái hưởng thụ đó, không? Mỗi khi mà lúc trước thì mình nó giống như là mỗi sáng mình có một ly cà phê, mình phải bắt buộc phải có ly cà phê, còn không ly cà phê là mình khó chịu. Bây giờ mỗi sáng không ly cà phê cũng không sao, không? Thậm chí mỗi sáng mình phải ăn cái dùng ăn quán phở đó, không, kiểu giống như ăn phở quà bát tơ này nọ, không cái gì mà ngày đó mà không có là mình không chịu đựng được, không? Thì bây giờ mình áp dụng lại Phật dạy thì mình thấy là cái việc mà có hay không có nó cũng quan trọng, tại vì anh thấy là lợi ích thưa vị. Còn ở đây á, cho nên á vấn đề là như vậy, vấn đề gốc gác, cái gốc rễ là như vậy nè, là một cái người mà họ đã không thấy được cái đầu tiên là có cái niềm tin đó, cái niềm tin đó đã đem lại sự lợi ích, niềm tin nó đem lại cái sự cái niềm tin vào Tam Bảo, cái niềm tin vào nhân quả, nó đem lợi lạc cho người đó là có đời sống an vui ngay trong hiện tại rồi, mà họ đã không thấy rồi huống chi mà họ lại không thấy cái lời Phật dạy á, nó mang lợi ích cho họ.
Thì bây giờ mình cố gắng giải thích như thế nào thì nó giống như phải hẳn giống như nước đổ la môn thôi, vậy nó được đổ được dịch. Cho nên vấn đề này là mình cũng không có cần phải giống như là cần phải giải thích cho những cái người mà theo sứ nha, không không giải thích nhiều đâu. Tại vốn dĩ sao, vốn dĩ vị thấy đó là trong suốt với việc nếu mà chúng ta có xem đọc kinh tạng á, đọc chánh kinh đấy nha, thì đó là đọc chánh kinh nhiều nha, thì chúng ta đều thấy á, đều thấy là một cái điều này nè được nhắc đi nhắc lại ở trong chánh kinh rất là nhiều. Cái điều mà ngoại đạo hay hỏi các vị tỳ kheo, và thậm chí á, Đức Thế Tôn á, cũng hỏi, cũng giống như là hỏi hỏi khơi gợi á, hỏi các vị kheo là cái nguyên nhân gì mà ông đi tu, cái nguyên nhân gì mà ông đến cái giáo pháp này, đúng không? Cái nguyên nhân gì mà ông tin Như Lai, ông theo Như Lai, à, rồi xuất gia tỳ kheo đó vân vân, hay là nói chung là nguyên nhân gì mà làm cận si nam si nữ, thì chỉ có một nguyên nhân thôi là như vậy. Thưa quý vị, là cái người đó là thấy mình cái gì, là thấy mình là trong sự sinh thì già thì chết nè, rồi thấy là mình phải sống hàng ngày á với cái sự buồn rầu than khóc khổ đau ưu phiền và tuyệt vọng đó. Thì chính chính vì thấy mình đang chìm đắm trong sự khổ đau nè, đang sống trong, đang bị áp bức khổ đau nè, vào rồi á là mong á có một ngày sẽ chấm dứt được toàn bộ cái đống khổ quẩn này, à, toàn bộ đống khổ này nè, thì nó chưa nói chung là gọi là cái ngũ quẩn này nè đó. Thì Đức Phật nói là thì này các tỳ kheo, chính theo cái cách mà cái tư duy á, những người mà đến với giáo pháp như vậy, những người mà từng là tỳ kheo ni cận si nam cận si nữ, họ có tư duy gì, họ thấy là kinh sợ trước cái sự tử luân hồi, kinh sợ trước cái sự sinh già bệnh chết, à, những cái khổ đau ưu phiền tuyệt vọng, không, những cái gọi tám pháp thế gian. Chính vì vậy đó là họ quyết định để tìm đến cho pháp Đức Phật. Mà cái đối tượng mà quý vị hỏi hỏi quý sư là thấy là trên đời này có nhiều người theo, tại sao theo Phật, Phật có gì để theo, tại vì họ không thấy được cái đó. Thưa quý vị, họ đâu thấy là Phật đâu đâu họ đâu thấy là cái việc mà sanh già bệnh chết hay không nó quan trọng đâu, hay là những cái đau khổ sự tử luân hồi đâu. Thì đương nhiên là họ họ theo những cái người khác, những đối tượng khác, thì quý vị không, những đối tượng khác mà đem cho họ lại, ít nhất là cái đối tượng đó phải đem cho họ là cái sự hưởng thụ khoái lạc về qua cái giác quan, ít nhất là người đó đem cho cái đối tượng đó là gì, ăn ngon mặc đẹp, đúng không, rồi nghe những âm thanh hay, đúng không, rồi những cái mùi hương mà gây kích thích, đúng không, những cái xúc chạm đó, đó chính là như vậy. Thưa quý vị, cho nên đó là như vậy, cho nên đó là những cái nghĩa là cái vấn đề gốc rễ là chúng ta phải hiểu là cái đối tượng mà họ đã không có cái thấy được cái lý tưởng bản thân họ, họ không thấy bệnh, thì nhấn mạnh lên nha, bản thân họ không thấy bệnh rồi, họ không thấy bệnh và họ cảm thấy, họ chứ nhất là không thấy bệnh mà họ cảm thấy họ đang mạnh khỏe, họ đang hưởng thụ những cái đó, đó. Thì vốn mình đừng có đem, đừng bao giờ mà khuyên họ đi bác sĩ, không, thứ nhất là không có, thứ nhất là cái việc đó là không có lợi ích với cái người đó, và cũng không có lợi ích với mình luôn, tại mình khuyên nhiều quá, người ta có một câu giống như gọi giáo đa thành quán đó, nó phải tác dụng lại luôn, không. Còn nếu mà đối tượng này còn chịu nghe, nó chịu nghe thì quý vị á, chịu nghe mà chịu tin đấy nha, thì quý vị á, nói chung là làm sao nhớ đến một cái bài kệ rất là hay, ở, gọi là kệ khuyến tu, ít nhất quý vị đọc cái bài kệ này cho chúng sanh nó nghe, thấy không, để phần nào nó biết được cái lợi ích mà khi mà theo Đức Phật đó là cái gì, không? Thì cái bài kệ như vậy, chỉ đọc một đoạn thôi, chứ khá dài. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lẽ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân, tấm thân này vốn chỉ giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già thúc phượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới tóc xanh đã kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoang sông, rồi lại đến gò hoang một nắm đó, đại loại như vậy đó. Quý vị tìm cái bài kệ khuyến tu này nghe, mà xin nhấn mạnh là cái nguồn đó là trích trong cuốn quyển kinh tụng Phật giáo Năm Tông, hay là kinh tụng giáo Nguyên Thủy đó, để nhắc cho quý vị đưa cái bài kệ này coi cái phản ứng của người đó sao, nếu mà chịu nghe. Còn người đó mà không chịu nghe thì cái trường hợp mà xưa nói rồi đó, họ đã không thấy bệnh rồi và họ cũng không có nhu cầu đi khám bác sĩ, và họ cảm thấy họ đang rất mạnh khỏe,
thì bây giờ mình đem ra bác sĩ sĩ đến cho họ giống như là mình đang chuộc cho họ chết vậy, thì coi chừng phản tác dụng. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Sư thì có một cái nhìn ở khía cạnh khác, đó là sở dĩ mà mình theo đạo Phật, bởi vì Đức Phật giảng dạy sự thật, Ngài không có dụ dỗ chúng sanh khác bằng những cái khuyến khích danh lợi hay là sự đe dọa hay là quyền lực. Đi chờ sư. Đức Thế Tôn không bao giờ và tăng đoàn Ngài không bao giờ dụ dỗ chúng sanh bằng danh lợi như là hãy theo tôi đi thì tôi sẽ xây nhà cho, theo tôi đi thì tôi sẽ kiếm việc làm cho, theo tôi đi rồi tôi sẽ lo cho cái này, tôi sẽ lo cho cái kia, không bao giờ. Và Đức Thế Tôn cũng không bao giờ đe dọa là ông phải theo tôi, ông không theo tôi là tôi sẽ tấn công ông, tôi sẽ giết ông, tôi sẽ chinh phục ông, tôi sẽ giày xéo đất nước ông và tôi sẽ biến người dân của ông thành nô lệ, không bao giờ có. Quý vị thấy đặc điểm của đạo Phật từ lịch sử cho tới bây giờ đã chứng minh đạo Phật không bao giờ dùng hai phương pháp để truyền, gọi là để truyền bá. Một là cái kiểu mị dân nhồi sọ, không bao giờ có, là gọi là dụ dỗ người ta bằng danh lợi, không bao giờ có. Cái thứ hai, bắt ép người ta tới với đạo bằng quyền lực, bằng sức mạnh, hoặc là bằng sự đe dọa, không bao giờ. Mà đạo Phật chỉ nói sự thật, dành cho người có mắt để thấy, có tai để nghe. Và khi họ nghe được chánh pháp, họ sẽ bừng tỉnh như một người thoát khỏi cơn mê. Như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, trước khi Ngài xuất gia, theo Đức Thế Tôn, Ngài cũng tìm đạo với rất nhiều những vị thầy ngoại đạo. Nhưng khi nghe Ngài Á Xá Chí nói, vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thời như thị thuyết. Chỉ nói như thế thôi, Ngài là bậc đại trí, tự nhiên Ngài hiểu ra ngay vấn đề. Giáo pháp này đến bằng trí tuệ, chứ không phải đến bằng lợi lộc hay là đến bằng quyền lực, sự đe dọa thì không bao giờ có. Và giáo pháp này cũng không bao giờ dùng những sự huyễn hoặc, màu nhiệm để dụ dỗ chúng sanh đến với giáo pháp này, không có. Đặc điểm của giáo pháp Đức Thế Tôn chính là người trí sẽ thấy và nghe. Giáo pháp này là giáo pháp dành cho người trí, chứ không phải dành cho người không có trí. Dành cho người biết lắng nghe và suy tư, không phải dành cho người không biết lắng nghe và suy tư. Dành cho người đến để mà thấy. Hãy đến để mà thấy, chứ không phải là chỉ nói suông. Giáo pháp này là giáo pháp phải tự thân chứng nghiệm, tự mình thực hành, tự mình chứng nghiệm và trải nghiệm sự an lạc do chính giáo pháp đem lại. Anh phải đến, anh nghe, anh thực hành và anh trải nghiệm được sự an lạc. Chứ không phải do người khác dụ dỗ, không phải mình cầu một đấng thần linh nào đó ban phước cho mình. Mình không cần phải làm một con cừu để người ta dắt dắt đi, không có. Mình không cần phải làm con lừa để người ta dắt mũi, không có. Mà mình chỉ đến lắng nghe, thực hành, nhận được sự an lạc. Đó là đặc điểm giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đặc điểm giáo pháp Đức Thế Tôn là đặc điểm giúp người ta hướng thượng. Dù anh có làm ăn mày, làm kỹ nữ, làm du đản đi chăng nữa,
Khi anh chấp nhận buông bỏ những điều xấu ác, anh thực hành những pháp cao thượng, giữ giới, tu tập, thì anh sẽ có thể trở thành một con người cao thượng. Đây là giáo pháp mà đưa con người đi đến sự cao thượng. Đây là giáo pháp xứng đáng để chúng ta mời gọi, để chúng ta giới thiệu cho người khác. Đây là giáo pháp mà chúng ta không cần phải che giấu. Nó không có một góc khuất, nó không có một khuyết điểm để mà chúng ta lo sợ người khác biết được. Không bao giờ có. Đây là một giáo pháp hoàn mỹ, hoàn chỉnh. Đương nhiên đây là sư đang nói về chánh pháp nghe. Đúng thầy chánh pháp. Cho nên những ai có trí thì tự nhiên sẽ đi đến với giáo pháp. Chính vì như thế, khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân thì có một câu phải nói rất cảm động là: từ đó trở đi, chánh pháp đã mở cửa dành cho ai có mắt để thấy, có tai để nghe. Chỉ cần quý vị có mắt để thấy, có tai để nghe, có trí để suy tư, thì tự nhiên quý vị sẽ lắng nghe và lựa chọn giáo pháp của Đức Thế Tôn, đi theo lời dạy của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, từ đó đạt được sự an lạc. Chứ không cần có một sự dụ dỗ, không cần sư phải khuyên, phải kêu gọi hãy tới với tôi đi, không cần. Không cần phải dụ dỗ, không cần phải dùng quyền lực ép buộc. Đây là đặc điểm của giáo pháp Đức Thế Tôn. Và khi quý vị nghe, thấy, thực hành, trải nghiệm, tự quý vị sẽ có sự lựa chọn của mình. Và sư qua con.